Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Cái dòng xe 7 chỗ ngồi phân khúc cỡ D hiện tại đang là mức giá tốt nhất ở phân khúc của bên phía Hyundai mà trong video ngày hôm nay, mùng 2 tháng 5 năm 2024, dịp đầu tháng mới này, và Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn cái chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này mới nhất, tốt nhất dành cho từng phiên bản của Hyundai Santa Fe, những ưu đãi về quà tặng phụ kiện, về tặng thẻ bảo dưỡng dịch vụ và mức giá lăn bánh dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm về mẫu xe cực kỳ phổ thông này, quý vị các bạn ạ. Hyundai Santa Fe là một chiếc xe hiện tại ở cỡ D, đang cạnh tranh với cả Ford Everest, đang cạnh tranh với cả Toyota Fortuner. Một cái chiếc xe mà đang được phân phối với cả máy xăng, với cả máy dầu. Máy xăng thì có bản xăng tiêu chuẩn, bản xăng cao cấp. Máy dầu thì có bản dầu tiêu chuẩn và dầu cao cấp. Máy xăng của nó thì sử dụng là máy 2.5 Smart Trim, sử dụng hộp số tự động 6 cấp số. Thế còn máy dầu của nó thì sử dụng động cơ là 2.2 Smart Trim với hộp số tự động là 8 cấp số, quý các bạn nhé. Mỗi cái nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Vậy thì dịp đầu tháng 5 này, cụ thể nếu như mà quan tâm về Hyundai Santa Fe từng phiên bản sẽ có mức giá bán lăn bánh tốt nhất như thế nào, mình sẽ cập nhật luôn để anh chị chúng ta xem xét và cân đối tài chính khi mà đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. Phiên bản đầu tiên của Hyundai Santa Fe, đó là phiên bản tầm tiền đang là thấp nhất, đó là bản xăng tiêu chuẩn của các bạn nhé. Máy xăng tiêu chuẩn của Hyundai Santa Fe với mức giá niêm yết là 1.029.000.000 đồng. Và tại thời điểm này, đại lý của mình bán với mức giá còn lại cuối cùng là 977.000.000 đồng, quý vị các bạn ạ. Lăn bánh ở tỉnh của bản xăng tiêu chuẩn là 1.075.000.000, ở Hà Nội là 1.114.000.000, và thành phố Hồ Chí Minh 1.095.000.000 đồng, quý vị các bạn ạ. Ở tỉnh là 1.075, Hà Nội là 1.114, và thành phố Hồ Chí Minh 1.095.000.000 đồng theo phương án trả thẳng. Trả góp của bản xăng tiêu chuẩn này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 294.000.000, Hà Nội tối thiểu sẽ là 233.000.000, và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 314.000.000 đồng, quý vị các bạn nhé. Tỉnh là 294, ở Hà Nội là 333, và thành phố Hồ Chí Minh là 314, quý vị các bạn ạ. Bản tiêu chuẩn dù là máy xăng hay máy dầu thì nó sử dụng hệ dẫn động là một cầu, dẫn động cầu trước, quý vị các bạn nhé. Tiếp theo cũng là máy xăng nhưng mà là bản cao cấp, quý vị các bạn ạ. Bản cao cấp của Hyundai Santa Fe máy xăng này thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 1.210.000.000 đồng. Và hiện tại thì đại lý đang bán với mức giá còn lại giảm rất sâu bản này, giá chỉ còn là 1.135.000.000 đồng thôi. Máy xăng cao cấp này lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 1.253.000.000, ở Hà Nội là 1.296.000.000, và thành phố Hồ Chí Minh 1.273.000.000, quý vị các bạn ạ. Ở tỉnh là 1.253, ở Hà Nội là 1.296, và thành phố Hồ Chí Minh là 1.273.000.000. Nếu như mà lấy trả góp của bản xăng cao cấp này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 345.000.000, Hà Nội tối thiểu sẽ là 388.000.000, và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 365.000.000 đồng, quý vị các bạn ạ. Tỉnh là 345, Hà Nội là 388, và thành phố Hồ Chí Minh là 365 theo phương án trả góp. Máy xăng cao cấp với tầm giá giá xe còn lại chỉ là 1.135.000.000, trong khi đó thì option của nó chẳng thiếu gì. Rất đáng để mọi người quan tâm chú ý về cái phiên bản xăng cao cấp này. Bây giờ sang phiên bản máy dầu thì mình sẽ cập nhật là máy dầu tiêu chuẩn trước anh chị nhé. Máy dầu tiêu chuẩn của Hyundai Santa Fe đại lý mình cũng có giao ngay, cả xăng hay là dầu tiêu chuẩn đều có hết. Giá niêm yết của nó đang là 1.120.000.000. Và hiện tại đại lý bán với mức giá xe còn lại là 1.067.000.000 thôi. 1.067.000.000. Lăn bánh ở tỉnh của máy dầu tiêu chuẩn này sẽ là 1.173.000.000. Ở Hà Nội là 1.214.000.000, và thành phố Hồ Chí Minh 1.193.000.000 đồng, quý vị các bạn ạ. Ở tỉnh là 1.173, ở Hà Nội là 1.214, và thành phố Hồ Chí Minh là 1.193.000.000. Nếu như mà lấy trả góp của máy dầu tiêu chuẩn này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 320.000.000, Hà Nội tối thiểu sẽ là 360.000.000, và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 340.000.000 đồng, quý chị các bạn nhé. Ở tỉnh là 320, ở Hà Nội là 360, và thành phố Hồ Chí Minh là 340 theo phương án trả góp. Đó là máy dầu tiêu chuẩn rồi, bây giờ sang máy dầu cao cấp, quý chị các bạn ạ.
máy dầu cao cấp là phiên bản đắt tiền nhất hiện tại đang phân phối, và đây là một cái phiên bản rất là ăn khách. Giá niêm yết đề xuất của nó đang là 1.269.000.000. Đại lý đang bán với mức giá còn lại tại thời điểm này là 1.220.000.000 đồng. Máy dầu cao cấp này lăn bánh ở tỉnh sẽ là 1.341.000.000. Ở Hà Nội là 1.384.000.000 và Thành phố Hồ Chí Minh 1.361.000.000 đồng, quý vị các bạn nhé. Ở tỉnh là 1.341, ở Hà Nội là 1.384 và Thành phố Hồ Chí Minh 1.361 theo phương án trả thẳng. Nếu như mà lấy trả góp của máy dầu cao cấp này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 374.000.000. Hà Nội tối thiểu sẽ là 420.000.000 và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 394.000.000 đồng, quý vị các bạn ạ. Ở tỉnh là 374, ở Hà Nội là 420 và Thành phố Hồ Chí Minh là 394 theo phương án trả góp. Đó là 4 phiên bản, 4 sự lựa chọn về cái dòng xe Hyundai Santa Fe tại cái thời điểm dịp đầu tháng 5 năm 2024 mà Top Car VN cập nhật mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. Nếu như mà trong những ngày tới, thời gian tới có cái sự điều chỉnh giá thay đổi mới nhất như thế nào thì Top Car VN cũng sẽ lên video để cập nhật ngay luôn. Nhưng bây giờ giá sẽ là như thế này. Anh chị chúng ta quan tâm cần xem xe lái thử trực tiếp, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc. Thế còn ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.